đến ngay đây. Chờ đã, mình nghe thấy tiếng mèo à. Bé này đang cần người chăm sóc cho mà. Em thật là, để chị bế nào. Được rồi nè, chị sẽ gọi em là Jackie nha. Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Bọn tôi mời cô đến chương trình. Đây là cho ông ạ. Mời vào. Bé cuốn đó từ đâu ra vậy? Tội nghiệp quá đi. Đừng lo mà, chị sẽ lo cho em nha. Xem chị tìm được gì nè. Mấy bé lông xù này cần mình giúp đỡ. Không, là mẹ, trốn thôi. Có một điều là mẹ ghét thú cưng. Nghe em đi, không có khả thi đâu mà. Tụi mình phải nghĩ ra cách gì đó. Nicky ranh mảnh quyết định giấu người bạn lông xù trong trang phục. Chào mẹ. Ủa, không có gì ở đây cả. Chào cục cưng. Hả, là cuốn à? Ở đây làm gì có gì đâu. Trông con lạ quá. Mẹ phải đi nghỉ thôi. Kính của mẹ. Chào mẹ, con đây nè. Là con đấy à, Alice. Hôm nay thế nào rồi? Cực kỳ tuyệt vời luôn. Mắt kính của mình đâu rồi ta? Thôi, sao cũng được. An toàn rồi nè. Vậy là đến lúc làm phòng cho thành viên mới của gia đình rồi. Này, Nicky, chị có quên gì không đó? Phải rồi ha. Để chị lo. Xong rồi nè, sẵn sàng nha. Tuyệt đó chị, em nghĩ là đến lúc rồi đó. Được rồi, chị xem tủ quần áo, còn em xem ngoài cửa sổ nha. Để xem, chúng ta có gì đây. Bé mèo ngoan, ngồi vào thùng đi nè. Không được rồi. Chỗ tuyệt nhỉ. Đúng không Mimi? Mình tìm chỗ khác đi ha. Em đã thử mọi thứ rồi. Nếu mẹ mà tìm ra mấy bé, tụi mình sẽ tiêu đời đó. Em không biết nữa, mình giấu chúng ở đâu đây? Chị chịu thua đó. Này, hay là mình làm căn phòng bí mật dưới gầm bàn đi ha. Vậy mới được chứ. Đập tay nào, tiến hành thôi. Wow, chị muốn bắt đầu ngay quá à. Mấy hộp quà sẽ làm cho chiếc trần cao hơn chút. Đây, vừa với em rồi nè. Chưa xong đâu nha, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm á. Em sẽ giúp. Còn Jackie thì thích thư giãn hơn. Nhìn này, em tìm được cái chăn nè. Này bé cuốn, trả lại đây. Em muốn cùng hợp tác à? Được thôi, chiều em đó. Như vậy nè, vừa mềm vừa ấm. Trong gương mặt hạnh phúc đó kìa. Alice cũng đang rất cố gắng. Jackie rất thích chiếc chăn nỉ mềm. Giờ thì mình trang trí lại tường thôi nào. Màu yêu thích của Nicky là tím. Càng tím thì càng tốt. Còn Alice thì xanh lá. Chà, ai mà ngờ được nhỉ. Tấm vải xanh tươi mát quá đi. Wow. Hay là mình trang trí như thế này đi. Đa sắc màu sẽ khiến cho bạn thấy vui vẻ tức thì. Alice rất thích các kết cấu tự nhiên. Được rồi, bãi cỏ tư nhân đây rồi. Em gái à, xem chị có gì này. Chị còn chưa thấy vòng heo mèo của em đâu. Này, bé cưng à, em thích ngôi nhà mới này chứ. Nhìn này, chị có quà cho em đây. Tuyệt không nào? Đúng đó, ngài Jackie. Em biết ngài thích cái này mà. Chị có ý này nè. Hay là mình dùng nó làm móc treo rèm cửa. Cột nó lại thôi nào. Đúng rồi đó, hoàn hảo luôn. Này, ý hay đó nha. Jackie à, hình như họ đang bắt chước mình kìa. Không hề nha. Rèm cửa của bọn chị khác màu mà. Còn thiếu thứ gì đó. Ở ngay đây nha, chị sẽ về ngay. Bạn phải hy sinh vì sự thoải mái của thú cưng. Nào, ra ngoài. Tốt hơn rồi nè. 1, 2, 3, 4. Cũng được nhỉ? Không được, cái này cũng không luôn. Phải rồi ha. Sao mình không nghĩ ra ta? Giờ thì mình chỉ cần trang trí cửa ra vào thôi. Và tất nhiên là dán cả tên chủ nhà lên. Mình cần gì đó khác. Phải rồi, thật tốt khi được thư giãn trên chiếc thảm mềm. Xong. Mong là bé sẽ thích ha. Mimi rất thích nhà cuốn phong cách này. Và Nicky có vẻ rất là vui. Alice cũng được truyền cảm hứng nữa. Cô nàng muốn biến chiếc rổ thành giường cho mèo. Hoàn hảo. Chiếc dù tươi sáng cứ vậy biến thành mái nhà. Mình suýt quên mất. Jackie thích trang trí lấp lánh lắm. Nếu bé thấy cô đơn thì sao?
Người bạn nhồi bông này sẽ làm bạn với bé. Wow, Alice, cậu đúng là thiên tài. Bé lông xù đã có ngôi nhà ấm cúng rồi nè. Em có thoải mái không, Jackie? Đến giờ ăn rồi. Nhưng đống chén này sẽ không vừa đâu. Mình có cách rồi nè. Để ống cát tông lên chiếc tô lớn. Không biết chị ấy định làm gì ta? Không có gì, chỉ là tô tầng cho đồ thưởng thôi. Có ai đói bụng không nè? Giờ thì có thể bỏ đồ thưởng vào một nơi rồi. Vừa tiện vừa dễ dàng. Ai đang hết đồ đó? Là em. Alice có một vấn đề khác. Người bạn mới không muốn ăn từ trên tay cô chút nào. Thôi mà. Chị có ý này nè. Wow, sao mình nghĩ ra được hay thế nhỉ? Alice quyết định sẽ làm quán ba mèo. Dán hai mảnh bên vào bằng keo nóng. Rồi dán thêm đế cát tông nha. Chào mừng đến với ba mèo. Cuốn không được vào đây đâu nha. Cho thêm vài miếng đồ thưởng. Rồi chuẩn bị chào đón vị khách quan trọng nhất thôi nào. Khách hàng lông xù muốn gọi món. Thiết kế như thế này thì mèo của bạn sẽ không bao giờ lo đói nữa đâu. Ngon miệng quá đi. Mong là mình không làm nổ. Hachi. Ồ không, lại nó rồi nè. Không còn gì cả. Hay là chỉ cần dán đáy tròn vào dưới cùng của ống. Tuyệt quá. Sau đó đục hai lỗ bằng dùi lỗ. Luồn một dải ri băng tươi sách qua các lỗ. Tám xi lanh là hoàn hảo. Này Mimi, em đoán xem đồ thưởng đang giấu ở đâu. Bỏ đồ ăn vào xi lanh thôi nào. Nhanh lên, em muốn chơi lắm rồi đó. Bắt đầu nha. Nào Mimi, chị ủng hộ em. Hoan hô, em giỏi thật đó nha. Luật lệ quan trọng nhất là không được để lại món nào. Hài quá đi. Mấy món này được treo trên nôi hồi mình còn nhỏ này. Nhưng đến lúc nghỉ cho bé cưng rồi. Mình đang cần có dây treo. Mình sẽ gắn cả đàn chim lên. Meo, Jackie sẽ thích lắm cho mà xem. Gắn đồ treo bằng nút thắt. Ta-da, đồ chơi cho mèo đã xong rồi nè. Wow, có trận chiến lớn đang xảy ra này. Mọi thứ đang rất suôn sẻ thì bỗng dưng. Con có thấy cây lược của mẹ ở đâu không? Này, sao lại có vũng nước ở đây? Mẹ biết đó. Mẹ muốn nghe lời giải thích. Mẹ thấy đó. Đáng nghi thật đó nha. Là bức vẽ một chú mèo. Bàn đóng kín. Rõ ràng là con đang giấu giếm cái gì đó. Dạ, không có thật mà. Ừ, mẹ không có dễ lừa vậy đâu nha. Hả? Trống không? Là do mình. Hay còn thứ gì khác nhỉ? Thấy chưa? Con lúc nào cũng làm đổ nước hết à. Hiu, xích nữa thì tiêu. Mimi, chị và em có buổi chụp hình quan trọng hôm nay đó. Nhưng trước tiên, mình phải sạch sẽ cái đã. Có người cũng cần phải chải lông đó nha. Xong rồi. Em xinh xắn quá đi. Em sẽ trở thành ngôi sao của buổi chụp hình đó. Để giúp mặt của mình bớt chói sáng, hãy dặm phấn vùng mũi nha. Mimi có vẻ là fan của vẻ đẹp tự nhiên. Thêm chi tiết cuối cùng nè. Nước hoa yêu thích của chị với kim tuyến. Nó sẽ tạo ra không khí tuyệt vời. Người mẫu đã sẵn sàng rồi. Chụp hình thôi nào. Mọi thứ đang rất tốt trong phòng bí mật của Alice. Một chương trình TV hay và bé cưng ngay cạnh mình. Còn gì hơn nữa. Này, búp bê đó làm cho mình nhớ đến. Đúng rồi ha. Alice có một ý tưởng tài tình đây nè. Cẩn thận, cảnh này đáng sợ quá. Đây là búp bê bình thường được biến thành búp bê Squid Game nổi tiếng. Đèn xanh, đèn đỏ. Có vẻ như Jackie không thích chơi theo luật rồi. Vui quá đi. Em phải đứng yên ngay tại chỗ, hiểu chưa? Cửa hàng thú cưng có mọi thứ cho thú cưng. Này, chị nhìn thấy trước mà. Sao lại? Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy? Con nhầm lẫn rồi. Tụi con muốn nghe lời giải thích. Thôi được rồi. Yên lặng và đừng có cử động bất chợt nha. Có chuyện gì vậy mẹ? Đây là ngài Rat, là thú cưng của mẹ nè. Wow, dễ thương quá đi. Rat nói xin chào đi. Xem mũi và mắt của bé kìa. Này Alice, mình thú nhận đi ha.
tụi con cũng có bất ngờ cho mẹ nè. Chị và con đã giấu mấy bé bông xù này đó. Giờ thì mẹ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Từ giờ trở đi, đừng bí mật nuôi chúng nữa nha. Càng đông bé cưng thì càng vui chứ.